Chào mừng các bạn đã đến với lớp học truyện tranh. Shin của bé bút chì đã quay trở lại rồi đây. Bạn nào định vừa ăn cơm vừa xem thì phải hết sức bình tĩnh vì có thể sẽ cười phụt cơm với những tập phim tớ sắp kể đấy. Nào là sự thay đổi tính cách chóng mặt của mẹ và Shin chỉ vì con robot Kantamu, hay pha nghịch dạng của Shin và Maso khi chơi trên hồ nước đóng băng, và cả chuyến du lịch xuống nước nóng bất ổn với cặp đôi Yoshirin và Michi. Nếu thấy hay thì hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ tớ nha. Sẵn sàng chưa? Chúng mình cùng vào lớp thôi. Tập phim Kantamu Robo bị cụt tay. Một ngày nọ, Shin đang chơi vui vẻ thì nghe tiếng rắc rắc. Mặt nghệt nhìn xuống chân, thôi xong, giẫm gãy tay Kantamu Robo rồi. Bày đồ chơi ra nhà bừa bãi như này cơ mà. Shin chợt nhớ lại hôm đó, cậu đã làm hỏng Kantamu nên mẹ phải mua đồ chơi mới cho. Kèm theo lời đe dọa, nếu làm hỏng lần nữa thì cầu xin như nào mẹ cũng sẽ không mua. Shin sợ hãi vô cùng, cậu đặt Kantamu xuống và lấy đồ chơi xếp chồng lên, sau đó bỏ chạy khỏi hiện trường. Vừa hai mẹ bê đồ ra ngoài sân phơi, vô tình đã phải đấm đồ chơi. Cái thằng này bảo dọn dẹp bao nhiêu lần rồi mà vẫn chứng nào tật nấy. Nhìn xuống chân, mẹ phát hiện Kantamu Robo đã bị gãy tay. Thôi xong, nhớ lại lần đó, Shin bảo rằng chưa chắc cậu là người làm hỏng Kantamu. Mẹ và Hima thì quả quyết mình không làm việc đó. Nếu có thì Shin muốn hai hay ba con, mẹ đều mua hết. Đúng lúc ấy, hai đôi mắt hoang mang đối diện với nhau. Mẹ bối rối hỏi Shin có chuyện gì thế, sau đó giả vờ nhặt đồ rồi cầm luôn Kantamu. Thấy thái độ của Shin khác lạ, mẹ có chút nghi ngờ. Shin vội vàng chuẩn bị thu dọn đồ chơi gọn gàng. Có khi nào cô cậu đang sợ bị mẹ mắng vì chuyện này không ta? À quên, nếu dọn dẹp bây giờ thì Shin sẽ phát hiện Kantamu Robo đã biến mất. Mẹ dịu dàng bảo trời còn sớm lắm, Shin cứ ra ngoài đi chơi đi, dọn bao giờ mà chẳng được. Khỏi phải nói cô cậu bất ngờ như nào. Thế nhá, mẹ đi phơi đồ đây. Một lát sau, mẹ ngồi loay hoay sửa Kantamu. Định lén ra bếp lấy keo dán thì nhìn thấy Shin đang lục tìm khắp phòng khách. Hai mẹ con cứ cười cười rồi đánh trống lảng. Shin thì thi triển vài chiêu để chuẩn bị xem action comment. Mẹ nhanh chóng lấy keo dán trong ngăn kéo, cẩn thận bôi lên vết gãy. Shin hoảng loạn quá, chợt cậu nhận ra có khi nào đã bị mẹ phát hiện rồi không. Nhưng nếu thế thì mẹ phải tức giận ngay tại chỗ chứ nhỉ. Bên này tay mẹ run run, cuối cùng cũng lắp xong. Vừa ai Shin chạy vào, mẹ vội vàng giấu đồ chơi trong ngăn tủ. Ai dè kẻ phát làm hỏng thêm cái chân. Shin đánh hơi được tiếng động lạ, nhưng mẹ đã kịp thời né tránh bằng bữa xế, liền rủ cu cậu ra phòng khách. Ngồi vào bàn, Shin thấy bất ổn quá. Sao hôm nay đồ ăn nhiều dữ vậy nè? Kiếp nạn thứ 82 của mẹ đã tới, hết tay lại đến chân, khổ quá đi. Tên siêu quậy tưởng tượng ra cơn giận dữ của mẹ sẽ không bao giờ được mua đồ chơi, và đây có lẽ là bữa ăn cho Kobe cuối cùng. Phải nhanh chóng tìm ra Kantamu thôi, cần mà cứ ăn cho có sức đã. Vì cánh tay bị ngược nên cần tháo ra lắp lại. Tiếng Shin hét toáng lên là mẹ giật cả mình. Hóa ra cu cậu làm đổ nước trái cây ra bàn ấy thế mà không bị mẹ mắng, lại còn được cho thêm bánh pudding và đầy một cốc nước ngọt. Sau đó mẹ tiếp tục công cuộc sửa chữa, còn ông này mải ăn nên chắc quên luôn cả Kantamu Robo rồi. Cuối cùng cũng xong. Để đảm bảo an toàn, thế mẹ để robot dựa vào tủ. Vừa hay Hima tỉnh dậy, Shin lo lắng hỏi có phải mẹ đã hết táo bón rồi đúng không, mà sao hôm nay mẹ tốt bụng thế. Ok, mẹ luôn dịu dàng và tốt bụng mà. Thấy Shin cứ nghi ngờ, mẹ tức giận quát tháo và yêu cầu cậu ăn xong thì dọn dẹp bát đĩa ngay. Đấy, thế mới là mẹ bình thường của Shin chứ. Vừa vào phòng thì ôi thôi, Himawari đã phân Kantamu thành 3 mảnh rồi. Đến nước này thì cả hai mẹ con đều có chung một giải pháp, phải chăm sóc đối phương thật chu đáo. Tối hôm đó, mẹ đặc biệt làm món hamburger mà Shin thích, còn có cả xúc xích và trứng cuốn. Còn Shin thì xung phong trông em Hima và dắt Bạch Tuyết đi dạo. Để thưởng cho cậu bé ngoan, mẹ quyết định sẽ tặng robot Kantamu, à nhầm, một hộp chocobi cao cấp. Đấy, hôm nào cũng như này, có phải gia đình hòa thuận không? Tập phim Chơi trên băng vào ngày lạnh. Xin giới thiệu, đây là chương trình dự báo thời tiết vô nhân đạo. Cấp dưới Akira hốt hoảng xông vào, báo cáo sếp rằng khối không khí lạnh chuẩn bị đổ bộ xuống miền đông Nhật Bản. Điều đó có nghĩa là ngày mai sẽ rất lạnh. Tầm nay mà bỏ chạy thì không kịp. Mau lấy bản đồ ra, xem lộ trình của nó đã đi đến đâu rồi. Chương trình gì mà tào lao ghê, bố tắt TV luôn. Nói chung là ngày mai sẽ lạnh lắm đấy. Lạnh như cái ví chống không của bố hả? Lấy ví dụ tốt đấy. Nhân tiện, bố xin mẹ tiền tiêu vặt, nhưng mẹ bảo tháng này vừa đưa rồi, lời nói lạnh lùng ghê. Sáng hôm sau, báo thức vừa kêu cũng là lúc bố cảm nhận được cái lạnh. Hôm nay chẳng buồn đến công ty chút nào. Mẹ vừa ngủ vừa cổ vũ chồng yêu, nhờ ông bố dậy bật hộ cái lò sưởi luôn. Vậy là chồng yêu dữ chưa? Ôi trời ơi, lạnh tới nỗi nước trong hồ có thể đóng băng luôn đấy. Vừa nghe thấy từ băng, Shin vội vàng bật dậy ngay vì cậu rất thích được chạy nhảy trên băng. Cơ mà còn nhiều thứ phải làm trước đã. Thay quần áo này, ăn sáng, đánh răng, đi vệ sinh. Này này, quên xả nước cho bố luôn hả? Xong xuôi, Shin vội vàng dắt Bạch Tuyết đi dạo. Tuyệt vời, vừa ra đường đã gặp một vũng nước đóng băng. Đây là việc mà Shin khoái nhất. Nhảy lên và dẫm cho nó vỡ vụn thành từng mảnh. Cứ thế, nguyên con đường đã bị Shin xử lý hết. Cậu nhanh chóng chạy đi tìm một vũng nước to hơn. Vô tình cả Maso cũng đang chơi trò này. Cả hai rủ nhau chơi lớn, phá hủy toàn bộ băng ở thị trấn Kasakabe. Tiếng rắc rắc của nó nghe thật sướng lỗ tai. Bảo sao hai đứa thích như vậy? Liệu còn vũng nước nào to hơn không nhỉ? Shin chợt nhớ đến cái hồ trong công viên. Maso có chút e ngại, không đi thì tui với Bạch Tuyết tự chơi vậy. Đúng như dự đoán, cả mặt hồ đã bị đóng băng. Trượt trên này thì sướng phải biết. Maso vội vàng ngăn Shin chơi qua hàng rào. Chúng ta phải kiểm tra trước đã. Shin thò tay sờ, đúng là băng thật mà.
kiểm tra kiểu đấy thì nó làm gì? Phải ném thứ gì đó xuống, xem nó có chịu được sức nặng không chứ. Shin lập tức bế Maso lên, làm đầu cơm nắm sợ hết hồn. Trời dại quá đâu ông nội. Ném thử hai viên đá nhỏ cũng không ăn thua. Shin lại đòi bế Maso, đùa vậy không vui đâu. Shin bảo mình không đùa, là Maso cạn lời luôn. Đúng lúc ấy, ông bác khó ưa dẫn con chó giang hồ Gracie tới nhằm đe dọa Bạch Tuyết. Độ đáng sợ của cặp đôi này ai cũng biết, tất nhiên là có cả thánh nhát cái Maso. Shin vô tư gọi ông bác xấu tính khiến ông ta tức giận. Đã thấy còn trích lời của bố Hiroshi rằng chó sổ càng to thì càng yếu. Sau khi hội ý, ông bác quyết định tháo rơi cho Gracie để nó dạy thằng nhóc một bài học. Sợ quá nên Shin đổ tội cho Maso, cứ thích cà khịa người ta. Bạn bè có tâm ghê. À đúng rồi, bọn mình có Bạch Tuyết cơ mà. Ok, Bạch Tuyết đã chạy trên hồ nước bỏ trốn rồi. Ngay khi Gracie tung chiêu võ mồm, Shin và Maso lập tức té lên mặt hồ. Con chó trơn quá nên ngã chọc vó. Vậy là chứng tỏ mặt băng có thể chịu được chúng mình rồi. Nhưng mà nghe nói hồ này sâu lắm đấy. Shin không để tâm mà vô tư trượt băng, nhảy lên và rơi xuống cái bụp. Thôi xong, mặt hồ bắt đầu nứt ra. Maso kêu Shin không được cử động. Đúng lúc ấy, Gracie đuổi Bạch Tuyết chạy đến chỗ hai bạn. Không có cách nào khác, Shin phi chiếc giày vào chân Gracie để giải cứu Bạch Tuyết. Gracie hất văng Maso vào bờ, còn nó thế chỗ cho Shin. Gặp nhau trong hoàn cảnh này thật khó nói. Thôi bye bye nhá. Gracie bị rơi xuống hồ nước lạnh, ông bác lập tức lao đến cứu, cũng bị rớt xuống luôn. Đấy, chơi ở hồ nước rất nguy hiểm, các bạn nhỏ lưu ý nhé. Chơi với một lúc thì ông bác nhận ra hồ này có sâu lắm đâu, quê quá nên chỉ biết cười. Ủa mà mày cười cái chó gì? Tập phim tắm suối nước nóng vào mùa đông. Nhân dịp được tặng phiếu giảm giá 30%, cả nhà Nora đã lên đường đến khu tắm suối nước nóng. Mà sao mặt bố khó chịu thế? Đó là vì người tặng phiếu giảm giá cho họ chính là Yoshirin và Michi. Mục đích chính là để đi nhờ ô tô. Cáu thế nhỉ? Cả ông Shin nữa. Chưa đến nơi mà cởi quần áo làm gì? Mà quá nhanh lên. Shin cứ như thế này để đến tắm luôn mà. Vừa qua khúc cua, Michi bị nghiêng người một tí. Yoshirin liền lao xuống bảo vệ, ảnh hưởng bố lái xe quá đấy. Mãi chiều tối cả nhà mới đến nơi. Đã thế bố còn bị Yoshirin chê kỹ năng lái xe quá tệ nữa chứ. Khách sạn ở đây rất sang trọng và sạch đẹp, nhân viên tiếp đón chu đáo. Phải nhanh chóng cất đồ và đi ngâm mình thôi. Lúc sau, Yoshirin và Michi ôm nhau khóc thút thít vì phải chia tay để vào bể tắm riêng cho nam và nữ. Lằng nhằng quá đây đôi bà trẻ. Chà chà, mùa đông được ngâm nước nóng như này thoải mái quá. Từng lỗ chân lông được mở ra, mông của Shin cũng mềm mại hơn hẳn. Dù ở trên núi không khí rất lạnh nhưng cũng chẳng hề cảm thấy gì. Shin hít hơi rồi lặn xuống, ngó lên hỏi bố đếm được mấy giây. Đây có phải bể bơi đâu mà làm trò đấy. Yoshirin nhiệt tình với trò chơi của Shin, còn cà khịa, người già không nín thở được nên bố thách đấu, xem ai lặn giỏi nhất luôn. Đang đếm 1, 2, 3 mà Shin nghe tiếng mẹ ở bên kia liền trèo lên ngó sang. Bố uống sặc cả nước nóng mà không đếm hạ cái thằng quỷ. Thấy Shin bảo ở đây nhìn rõ lắm, lại còn nghe tiếng gọi của Michi, Yoshirin rất muốn là nhảy sang, may mà bố giữ lại kịp. Trên đường trở về phòng, cả ba thấy Michi và mẹ Mise đang thi đấu bóng bàn. Hợp lý đấy, bố cũng muốn xem gân cốt dẻo dai đến đâu. Shin vừa hút nước ép và cà khịa, liệu bố có chơi được không đây? Tất nhiên là có rồi, nhìn động tác của người ta đây này. Thời sinh viên, bố là thành viên câu lạc bộ bóng bàn đấy, mỗi tội ở vị trí dự bị. Thế thì chuẩn quá rồi, Yoshirin và Michi hồi đại học cũng ở trong câu lạc bộ thổi kèn đấy. À, liên quan quá nhỉ? Dưới sự cổ vũ của Shinosuke, bố Hiroshi tự tin chấp cả hai vợ chồng nhà kia. Quả đầu tiên nên bố nâng tay, Yoshirin và Michi cùng đỡ bóng. Bố cười vì họ quá lung túng, còn mấy mẹ con lườm vì bố đã để thua một điểm rồi kìa. Đừng nhìn bố thế chứ, lần này chơi thật nè. Quả bóng bay quá nhanh khiến bố không kịp trở tay, mất niềm tin với vợ con quá nhỉ. Lần thứ ba, bố thề sẽ phô diễn toàn bộ kỹ năng. Lượt này mà thua thì Shin không nói chuyện với bố nữa đâu. Vài lượt bay qua bay lại, bố chớp được thời cơ, tung cú chốt hạ. Quả bóng này trúng ngực Michi và rơi xuống sàn. Hai anh chị bắt đầu khóc lóc ôm lấy nhau. Anh Nora, anh làm cái gì vậy hả? Chỉ là vô tình thôi mà. Sao mấy mẹ con cứ gắn mắc bố là kẻ xấu tính, làm mọi thủ đoạn để giành chiến thắng vậy hả? Bố tức giận, ứ thèm chơi nữa. Ta đây đi tắm suối một mình cho sướng, đừng ai bám theo đấy. Thiệt tình, từ lúc tới đây chả được thảnh thơi phút nào. Chợt nhìn thấy biển ghi suối nước nóng số 2, bố quyết định qua bên này để không bị mọi người làm phiền. Quả thật, sau khi đánh bóng bàn xong, mọi người cứ thấy đi tới suối số 1. Lúc này, nhân viên mới bê chậu cây sang một bên để lối rõ biển báo ghi suối nước nóng số 2 ở dưới chân núi. Một quãng đường khá dài từ khách sạn đi xuống suối. Quả này tí nữa đi về cảm lạnh luôn bố ạ. Và đó là những câu chuyện thú vị của ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi thư viết của này. Nếu thấy hay, hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ lớp mình nha. Chúng ta sẽ quay trở lại với nhiều câu chuyện hấp dẫn hơn. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.